Vâng, xin chào quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và trên video ngày hôm nay thì bên cơ sở xin được giới thiệu cho quý vị khách hàng được biết về các công đoạn để hoàn thiện một cặp lục bình chất liệu gỗ xà cừ như trên video. Vâng, đây là đã hoàn thiện xong và quý vị hãy theo dõi video để được biết các công đoạn hoàn thiện từ phần mộc, phần thô cho một đôi lục bình đục từ quý này sẽ như thế nào. Vâng, đây bắt đầu. Và đây sẽ là phần mộc bên cơ sở đang cho thợ làm giấy giáp. Và chiếc trước mặt đây là đã là làm xong. Vâng, làm mới đẹp và tẩy đi các cái vết bẩn và các cái vết đen và các cái vết xuống màu. Và đây là đã là hàng nhìn trước mặt này sẽ là mới rồi. Vâng, để có thể làm được một đôi như thế này sẽ mất một ngày quật giấy giáp xử lý cặn kẽ các tất cả. Vâng, và tiếp theo sẽ là phần quét lót. Quét lót bên cơ sở sẽ làm quét hai lần lót và sẽ tốn vào một ngày. Vâng, lót một sẽ cách lót hai vào khoảng 10 tiếng. Vâng, là sẽ quét lót để qua đêm. Thì tiếp theo sẽ đi vào phần đánh cái giáp sau khi đã khô lót xong. Vâng, đây sẽ là phần đánh giáp sau khi lót đã khô. Và sau công đoạn này thì sẽ là công đoạn phun màu. Quý vị nhìn trực tiếp đây, thợ làm cực kỳ là kỹ và cực kỳ là nhiều công đoạn để có thể hoàn thiện lên một đôi lục bình thì rất chi là lâu và cũng tốn thời gian và công sức nữa. Vâng, thợ làm thì sẽ làm cặn kẽ và mọi chỗ không để sót một phần nào cả. Vâng, và đây là phần phun. Bên cơ sở đang cho đi phun màu. Vâng, chiếc bên trái màn ảnh thì đã phun xong màu và chiếc bên phải bên trong thì đã đang cho lên màu. Vâng, sau khi đánh giấy giáp xong thì lúc vào màu. Vâng, đây sẽ là lúc chuẩn bị xong và còn một chút nữa thôi là xong phần màu. Và khi xong phần màu thì sẽ là đến phun màu bóng. Phun bóng xong thì sẽ là xong một đôi. Vâng, và phun màu xong thì phải để khô tầm 2 đến 3 tiếng thì bắt đầu sẽ là phun màu bóng cực kỳ là lâu. Và đây khi đã phun bóng xong, vâng ạ, đẹp. Và quý vị cũng đã biết được tất cả các công đoạn bên cơ sở làm để hoàn thiện một đôi lục bình từ phần mộc cho đến lúc hoàn thiện. Và có quý vị anh chị nào cần đặt mua hoặc là tư vấn thì cụ thể là nhấc máy lên gọi điện cho bên cơ sở. Vâng ạ. Và trên video cũng xin được kết thúc và xin chào mọi người.